Hiện nay, do sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, mạng xã hội, một số thanh niên chỉ biết sống hưởng thụ, xa hoa, lãng phí, không hiểu giá trị của lao động, không biết thương yêu người khác. Vì vậy, tại khóa tu Sống Trách Nhiệm, các bạn khóa sinh đã được khơi gợi về trách nhiệm trong buổi thiền trà ấm tình đạo vị, như cơ hội quý giá được cùng thực tập, hạnh lắng nghe và thấu hiểu. Với các bạn trong khóa tu, ban tổ chức chia ra làm 8 nhóm và lấy chủ đề Bát Chánh Đạo để mỗi nhóm thảo luận, tập trung về cái ý nghĩa, trách nhiệm của chính bản thân đối với xã hội. Các bạn đặt ra những câu hỏi rất ý nghĩa về cuộc sống mà các bạn đang vướng mắc. Ban tổ chức cũng như quý thầy đã giúp đỡ các bạn tháo gỡ những cái gút mắt đó, những cái khó khăn để giúp cho các bạn có cái cuộc sống tốt hơn. Học đi đôi với hành, nên sau khi thọ trai, các bạn được chia thành từng nhóm để làm các việc công quả. Khắp không gian chùa, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của thanh niên cẩn mẫn rửa bát, quét sân, tưới cây, dọn dẹp đồ đạc. Các công việc tuy đơn giản, nhưng trong vùng quay cuộc sống và học tập, nhiều bạn đã lâu không làm. Trải qua 2 ngày khóa tu thiền và được nghe những lời pháp nhũ của quý thầy và quý cô, tôi tự cảm thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót trong lối sống cũng như là trong cách sinh hoạt. Và khóa tu thiền lần này đã giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn. Ngoài ra, tôi được kết giao với rất nhiều bạn sinh viên tại các trường đại học khác, và chính điều này đã giúp tôi học hỏi thêm được nhiều kiến thức. Và tôi nhận thấy đây là một môi trường tốt để tôi thường xuyên tham gia tu học. Mỗi khóa sinh có cảm nhận riêng sau trải nghiệm này, nhưng trong tâm mỗi người thì hạt giống thiện lành, tình yêu và trách nhiệm đều được gieo trồng. Theo thời gian, hạt giống đó lớn lên, nâng đỡ các em trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.